Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại Thiên Thế Giới, tập 166, Tam Linh Toàn Ma đánh bại diệt thế, thu phục bản nguyên thần hỏa. Bùm, bùm. Trên hư không bộc phát ra âm thanh có lực phá hoại kinh người, nhất thời lật cả đại địa. Tuy rằng, rất nhiều thần trích cường giả lợi dụng vòng phòng ngự, ngăn cản lực lượng đáng sợ của đối phương, nhưng sau một khắc, trong cơn lốc, toàn ma phong linh nhận bộc phát ra vô số đạo lưới kiếm gió màu đen, từ xa nhìn lại, quả thực chính là một trận mưa to nghiêng xuống. Oanh kích ở trên lồng phòng ngự của bọn họ, thế nhưng lực lượng của đối phương thật sự quá mức khủng bố, bọn họ căn bản cũng không có thực lực chống lại, không ít cường giả của thế lực siêu thần nhao nhao bị đánh vỡ lồng phòng ngự, những lưỡi kiếm gió màu đen kia trực tiếp đâm thủng thân thể của bọn họ, ngay cả thần hồn cũng trực tiếp bị thương nặng. Không ít thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã trên mặt đất nặng nề, trong nháy mắt hình thành nhiều hố sâu. Còn lại, còn có cường giả có thực lực hơi mạnh, còn đang điên cuồng đối kháng, nhưng sợ là cũng kéo dài không được bao lâu. Ầm ầm. Lực lượng đáng sợ ở trên bầu trời tràn ngập, lực lượng của diệt thế lục nhật cũng đạt tới cực hạn, nhiệt độ cao cực nóng, không ngừng hủy diệt, cắn nuốt ma kỹ đệ nhị của đối phương. Nhưng lực lượng của đệ nhị ma kỹ cũng không phải tầm thường, lực lượng ma chi càng ngày càng mạnh, cơn lốc thổi quét, ngưng tụ ra 6 đạo lưỡi kiếm gió to lớn, mỗi một đạo lưỡi kiếm gió trên đều là để lộ ra khí tức đáng sợ không gì sánh kịp. Đi đi, đánh nát 6 vầng mặt trời lớn này, một tiếng trầm thấp vang lên sau đó, 6 lưỡi kiếm gió tản thật lớn, tản mát ra ma khí mà diệt thế không thể so được, xông lên phía chân trời, cuối cùng, cùng với 6 vầng mặt trời lớn va chạm cùng một chỗ. Dầm. Lưỡi kiếm gió trực tiếp dung nhập vào trong đó, 6 vầng mặt trời cũng bạo động lên, đem tất cả hỏa thần bản nguyên hủy diệt, bị lưỡi kiếm gió hoàn toàn bao phủ trong đó. Cuối cùng, toàn bộ không gian đều vặn vẹo, sau một khắc, cũng phát sinh ra kinh thiên sóng lớn, khiến cho bầu trời lúc sáng lúc tối. Hai cỗ lực lượng cũng triệt để đạt tới cực hạn, sóng xung kích đáng sợ, nhất thời đem cường giả thần trích phía dưới quét ngang mà đi, không có ai có thể chạy thoát được lực lượng đáng sợ này. Cho dù đã có cường giả kịp phản ứng, muốn chạy trốn, thế nhưng, sóng xung kích kia quá nhanh, muốn chạy cũng không kịp. Phốc! Vô số thân ảnh bị chấn bay ngược ra ngoài, mặc dù có lớp phòng ngự, chống đỡ được bộ phận lực lượng, nhưng cuối cùng, thân vẫn bị trọng thương. Kể cả ba người tiểu độc, Vũ Hàm cùng với Thôn Thôn đều không thể chống đỡ sóng xung kích lần này, ba thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng lúc bọn họ sắp rơi xuống đất, khí vận lực còn sót lại, giúp họ ổn định thân thể, cuối cùng nửa quỳ trên mặt đất, biểu cảm vô cùng ngưng trọng. Ngay cả ba người Cao Tuyền, Lôi Lệ Phong, Ngọc Băng Diễm cũng bị cỗ lực lượng này đánh trúng, thân ảnh bay ra mấy trăm mét, sau đó đồng dạng, đều dựa vào lực lượng cường đại của bản thân để ổn định thân hình, bọn họ cũng không thể tin được, thực lực của đối phương lại cường đại như thế. Đối phó với diệt thế thần hỏa, đồng thời, lại còn có thể áp chế cả những thần chỉ cường giả phía dưới, thậm chí dẫn đến trọng thương, đây là thực lực của thất trọng thiên vị thần sao? Không hổ là thực lực đã tiếp cận tới cao giai thiên vị thần, căn bản, bọn họ không phải là đối thủ để có thể đối kháng lại. Trong lúc bọn họ rung động, năng lượng quang mang trên hư không, theo đó mà dần tiêu tán, thân ảnh nam tử bản thể diệt thế thần hỏa kia, bị chấn cho lùi lại khoảng cách rất xa mới dừng lại. Khóe miệng cũng có vết máu chậm rãi chảy ra, xem ra, vừa mới cùng tam linh toàn ma đối kháng, diệt thế thần hỏa xuất hiện thương thế, mà tam linh toàn ma thân hình đúng là không hề gợn sóng, mà ảnh vĩnh ngạn, vẫn cao ngất đứng ở trên hư không. Nhìn diệt thế thần hỏa không thể đánh lại mình, liền liếc mắt qua, trầm giọng nói, ha ha, diệt thế, thực lực của ngươi cũng không bằng trước kia rồi. Ngươi đừng đắc ý, nếu không là nguyên nhân thần pháp phong ấn đại trận, ta cũng sẽ không yếu hơn ngươi, đánh bại ngươi cũng thừa sức, một câu không phục cũng là từ trong miệng diệt thế quá to. Ha ha, ngươi nói không sai, nếu như ngươi không phải là mắt trận của trận pháp này, ngươi đích thực rất mạnh, nhưng bây giờ, có nói cái gì cũng vô dụng, nhưng, nếu ngươi đã muốn khôi phục lực lượng thời kỳ toàn thịnh, bổn tọa có thể giúp ngươi. Nhìn thấy tam linh toàn ma nói như vậy, đôi mắt hoa sen màu tím của diệt thế thần hỏa bắn ra một đạo hỏa mang, biến sắc. Muốn phá mắt trận, ngươi còn không có tư cách đó, diệt thế thần hỏa gầm lên một tiếng, sau đó lực lượng hỏa thần bản nguyên trên người cũng tăng lên một tia. Cảnh tượng này cũng làm cho tam linh toàn ma hơi sững sờ, nghi hoặc nói, hả, ngươi còn có thể tăng lên lực lượng cho bản thân. Cùng lúc đó, tam linh toàn ma cũng cảm nhận được, đạo thần pháp phong ấn đại trận bên trong này, mắt trận phong ấn dĩ nhiên là có yếu bớt xuống, sau đó lộ ra một điệu cười lành lạnh. Nói, thì ra là vậy. Tam linh toàn ma cảm ứng được, diệt thế thần hỏa tự nhiên cũng có cảm ứng, xem ra, nếu như mình mạnh mẽ đột phá, nhất định sẽ phá phong ấn của mắt trận, đến lúc đó sẽ bị đối phương thừa dịp tấn công. Chẳng lẽ, mắt trận của thần pháp phong ấn đại trận hôm nay thật sự bị ma vật này phá hủy sao? Tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng trước thực lực cường đại của đối phương, diệt thế thần hỏa cũng vô vọng. Bởi vì, bất kể là bản thân mạnh mẽ tăng lên thực lực, hay là đối phương muốn đánh bại bản thân, cuối cùng, kết cục đều chỉ có một. Đó chính là mắt trận đều sẽ bị phá hư. Tam linh toàn ma nhìn thấy diệt thế thần hỏa vẻ mặt trầm trọng,
trong lòng cũng đoán được suy nghĩ trong lòng đối phương, khóe miệng âm trầm cười, càng thêm rõ ràng. Ha ha, Diệt Thế, sợ là ngươi đã hết cách rồi, đã như vậy, hôm nay ta sẽ phá mất trận này của ngươi, thuận tiện đem bản nguyên hỏa thần của ngươi mang về Diệt Thần Phủ, giao cho vị đại nhân của ta, nói không chừng, ta còn có phần thưởng cùng đề bạt không tồi. Nghĩ tới đây, Tam Linh Toàn Ma cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp thi triển ra lực lượng ma đáng sợ với Diệt Thế Thần Hỏa, năng lượng khủng bố trong nháy mắt, ngưng tụ ra ma trào, ầm ầm đánh tới phương hướng Diệt Thế Thần Hỏa. Bá! Ma trào xuyên thủng hư không, năng lượng dao động phát ra từ đó, có thể trực tiếp đánh chết một siêu cấp thần chỉ của lục trọng thiên vị thần, cho dù là siêu cấp thần, nửa bước thất trọng thiên vị thần, chỉ sợ sẽ bị trọng thương, cho nên, tiếp tục chiêu này, bản thể Diệt Thế Thần Hỏa nhất định sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, Diệt Thế Thần Hỏa bản nguyên cũng sẽ hiện ra, nhưng mà, Diệt Thế Thần Hỏa cũng cắn chặt răng, dù mình hôm nay bại trong tay Tam Linh Toàn Ma, cũng muốn liều hết thảy. Lần cuối cùng của Diệt Thế Thần Hỏa đã triệt để phóng thích ra toàn bộ năng lượng của mình, một đạo hỏa liên màu tím to lớn được hình thành, cuối cùng hung hăng cùng ma trảo kia va chạm cùng một chỗ, trong thiên địa, không gian vết nứt che kín, gió lốc đáng sợ thổi quét đi, tất cả thần trích cường giả cũng trợn mắt há hốc mồm, mang theo vẻ khiếp sợ, nhìn bầu trời kịch liệt như thế. Tuy rằng hỏa liên màu tím này có uy lực rất cường đại, lực lượng hủy diệt nổ tung kia cũng có thể thôn phệ hết thảy, nhưng bởi vì thực lực bản thân đã bị thần pháp đại trận lực áp chế, đồng dạng không cách nào thi triển ra toàn bộ lực lượng. Rất nhanh, ma trảo kia trực tiếp chống cự lại công kích hủy diệt của tử sắc hỏa liên, nhưng cũng mất đi ba ngón tay khổng lồ, dù bị mất đi, bằng vào lực lượng của hai ngón tay cũng có thể hoàn toàn đánh bại Diệt Thế Thần Hỏa bản thể. Nhìn thấy hỏa liên màu tím của mình bị đánh tan rã, đôi mắt hoa sen màu tím của Diệt Thế Thần Hỏa nhanh chóng co rút lại. Mà ma trảo khổng lồ kia cũng xuất hiện trước mặt Diệt Thế Thần Hỏa, dưới ánh mắt tuyệt vọng, Diệt Thế Thần Hỏa còn muốn phản kích, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tam Linh Toàn Ma. Tất cả cường giả thần trích ở đây đều biết, Diệt Thế Thần Hỏa nhất định không còn cách nào tiếp được chiêu này, nếu như lựa chọn cứng rắn tiếp nhận, như vậy, bản thể Diệt Thế Thần Hỏa sẽ tiêu tán, chỉ để lại bản nguyên hỏa thần. Xa xa, Tiểu Độc sốt ruột nhìn trên bầu trời, Diệt Thế Thần Hỏa sắp bị ma trảo kia đánh trúng, trong lòng cũng vô cùng lo lắng, nhưng lo lắng lại có ích lợi gì, bây giờ thân còn mang trọng thương, căn bản không phải là đối thủ của Tam Linh Toàn Ma, hơn nữa cũng không giúp được gì. Đối với Cao Tuyền, Lôi Lệ Phong, Ngọc Băng Diễm ba vị đệ nhất thiên kiêu cũng là lực bất tòng tâm, bởi vì bọn họ đều biết, cho dù có tiến lên hỗ trợ, thì kết cục vẫn như vậy, sẽ không thay đổi được gì. Thực lực của Tam Linh Toàn Ma thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản không thể đánh lạ. Ngay khi chúng thần trích cường giả cho rằng Diệt Thế Thần Hỏa sẽ bị ma trảo kia đánh trúng, trong lúc bất chợt, toàn bộ thiên địa có màu trắng sáng, cùng với biển lửa hỗn sắc tràn ngập mà đến. Cuối cùng, trực tiếp đem Diệt Thế Thần Hỏa bao phủ lại, sau đó biến mất ở trong biển lửa tạo thành sóng lửa, trực tiếp đánh ở trên ma trảo kia. Bùm! Nhưng, dù là sóng lửa phi thường đáng sợ, khi tiếp xúc với ma trảo, đồng dạng cũng bị đánh tan ra. Hừ, cái con kiến hôi này ở đâu ra, dám ở trước mặt bổn tọa cứu người, thật sự không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Tam Linh Toàn Ma trầm xuống. Ma trảo kia trực tiếp đối với hư không xa xa kia chụp tới, tốc độ cùng uy lực kia, trực tiếp làm cho tất cả thần trích cường giả đều là vô cùng kinh hãi. Sau đó, ngay khi Tam Linh Toàn Ma cho rằng mình nắm chắc phần thắng thì trong hư không kia, thậm chí có lực lượng màu vàng kỳ lạ bắn ra, trực tiếp hướng về phía ma trảo kia. Bùm! Sau một khắc, đạo lực lượng kỳ lạ màu vàng kia cũng không bị ma trảo dễ dàng đánh tan, mà lực lượng song phương biến thành trình độ có thể đối kháng. Sau khi giằng co một lát, trong hư không phía chân trời xa xôi, một đạo kim quang cùng một đạo ma quang theo một tiếng nổ lớn cũng là hoàn toàn nổ tung ra. Ầm ầm. Cảnh tượng này không chỉ làm cho tất cả thần trích cường giả ở đây cảm thấy vô cùng giật mình, ngay cả Tam Linh Toàn Ma vào giờ phút này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, cỗ lực lượng kỳ lạ màu vàng vừa rồi làm cho hắn mang theo một tia sợ hãi. Cỗ lực lượng vừa rồi là phần thần lực lượng sao? Điều này sao có thể? Là ai? Vì sao không cút ra đây? Tam Linh Toàn Ma trong lúc tức giận, ánh mắt cũng đầu hàng ở phía xa xa hư không kia, chính hắn cũng không thể tin được ma trảo của mình lại có thể bị đối phương dùng lực lượng kỳ lạ đối kháng, hơn nữa đạo lực lượng của đối phương cũng rất quen thuộc cùng với đáng sợ như thế. Ngay khi Tam Linh Toàn Ma muốn biết đối phương là thần thánh phương nào thì trên hư không kia liền có mấy đạo thân ảnh hiện ra bốn người. Đúng vậy, bọn họ chính là người Vũ Thần Các, Tàng Thanh Thanh, Phương Thái, Vũ Tuyết và cuối cùng là Tiêu Viêm. Tại thời điểm này, bọn họ rốt cục đã đi được đến nơi này, may mắn cứu được Diệt Thế Thần Hỏa, nếu không, bị trúng một đạo ma trảo vừa rồi, xác thực, có thể đánh tan Diệt Thế Thần Hỏa bản thể. Người của Vũ Thần Các, mặc dù là thế lực mạnh nhất trong ngũ đại thần các, nhưng các ngươi không phải là Vũ Thần Chi Chủ, bổn tọa cũng sẽ thèm kiêng kỵ các ngươi. Tuy thực lực Tàng Thanh Thanh là ngũ trọng thiên vị thần, nhưng trong mắt Tam Linh Toàn Ma cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Nhưng khi tam linh toàn ma càn quét qua thân thể tất cả bốn người bọn họ, ánh mắt cuối cùng nhìn vào nam tử gầy gò hắc bào, liền làm cho đồng tử của hắn hơi co rụt lại. Vừa mới thi triển phần thần lực lượng, chính là tên này sao? Cảm thụ được trên người Tiêu Viêm tản mát ra lực lượng kim sắc, cùng với đôi mắt vàng của hắn, cũng làm cho tam linh toàn ma có một loại cảm giác quen thuộc. Xem ra, tiểu tử nhân loại này trên người có một vài bí mật, vừa rồi, lại từ tay của bổn tọa cứu đi diệt thế, như vậy sẽ phải trả giá sinh mệnh đại giới. Lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, trong cơ thể tam linh toàn ma bộc phát ra ma khí khủng bố, ma khí hoàn toàn ngưng tụ ra, ngay cả tứ vực thiên thần quân nhìn thấy cũng có chút kinh hãi. Thực lực của tên kia lại cường đại như thế, bản thần quân cho dù toàn lực đối chiến, sợ cũng không phải là đối thủ, không hổ là đứng thứ ba trong cửu đại toàn ma. Lần này, cho dù đối phương có rất nhiều cứu binh, cuối cùng, bản nguyên diệt thế thần hỏa vẫn rơi vào trong tay hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Audio Chuyện Đông Hua. Tuy rằng, bản thân không thể đạt được bản nguyên thần hỏa, nhưng chỉ cần có thể đánh chết những người được gọi là gia hỏa này, trong lòng cũng thoải mái một chút. Tu vi chỉ là tam trọng thiên vị thần mà thôi, mặc dù có lực lượng phần thần, nhiều lắm thực lực cũng chỉ có thể tăng lên tới tứ trọng thiên vị thần. Chút thực lực này, có thể ở dưới tình huống vừa rồi, là do bổn tọa xuất thủ không chú ý, liền để cho người cứu được diệt thế kia. Bổn tọa thật bây giờ lại cảm thấy hứng thú với ngươi rồi. Sâu trong tam linh toàn ma, đầu lưỡi liếm liếm môi của mình, ma khí tàn sát bừa bãi, trực tiếp đánh tới Tiêu Viêm. Tiểu huynh đệ, nguy hiểm, ta tới đây. Diệt thế thần hỏa vừa mới được Tiêu Viêm cứu, liền phát ra một đạo thanh âm rồn rập, bởi vì lực lượng tam linh toàn ma cũng không phải lực lượng mà Tiêu Viêm trước mắt có thể chống lại. Bản thể diệt thế thần hỏa trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm màu tím, oanh kích ma khí đập vào mặt. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt chạm vào ma khí, cũng biến hóa thành biển lửa điên cuồng đối kháng với ma khí. Hiện tại, diệt thế thần hỏa cũng không phải là đối thủ của đối phương, cho dù có bản nguyên hỏa thần cường đại, vẫn không phải là đối thủ của thất trọng thiên vị thần. Không ổn, hắn hiện tại không phải là đối thủ của toàn ma. Tiêu Viêm ở trong lòng nghĩ như vậy, trực tiếp đem phần thần lực bộc phát đến cực hạn, trên người liền bộc phát ra khí tức tứ trọng thiên vị thần đỉnh phong,